mặc nhiên đón trả khách ngay dưới chân cầu cao tốc này. Vô tư bốc xếp hàng hóa tại nhiều khu vực khác nhau trên địa bàn của nhiều quận nội thành Hà Nội. Có mặt tại khu vực ngã tư Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến và đại lộ Thăng Long, phóng viên Báo Lao động và Xã hội đã ghi nhận được hàng chục chiếc xe lao vun vút từ trên đường cầu cao tốc trên cao xuống để trả khách. Các xe này không chỉ ngang nhiên dừng đỗ để đón trả khách, mà cả nhận bốc xếp vận chuyển hàng hóa trên xe, khiến khu vực này vô cùng hỗn loạn. Chưa dừng lại ở đó, dường như nhà xe này đã cố tình tạo ra một bến xe ở đây. Vì mỗi khi các xe này có mặt ở đây là một loạt các xe taxi, xe ôm cũng ùa ra vây bám, la ó để tranh giành khách, bất chấp các phương tiện cùng tham gia giao thông khác và nguy cơ ùn tắc và xảy ra tai nạn giao thông. Để rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Khúc Hữu Thanh Hải, giám đốc công ty thương mại và dịch vụ đất cảng. Không những thừa nhận sai phạm, mà ông Hải còn đổ lỗi cho thành phố Hà Nội không có điểm đón trả khách. Bây giờ hiện tại là chưa có cái giải pháp nào. Đúng thì toàn dân thiên hạ người ta vẫn giả, vẫn đón. Có lắm được vẫn đáp lý. Ba tiếng này kiểu mà như thế này xử lý. Mà rồi cũng bên sở giao thông vận tải xử lý mấy trường hợp. Mấy cái người nhiều. Cái là vừa rồi những khách hàng người ta cũng hay xuống, người ta gần cái khu vực rất tiện. Đấy là khách hàng cứ đòi xuống, anh em lách luật thì cứ xuống. Xuống đâu thì ông nào sai đâu thì xử lý đấy không. Lái xe sai thì lái xe phải chịu xử lý đó. Vâng. Nói chung nó cũng treo vòng rồi cũng nhiều, xử lý nhiều, các quan quản lý nhà nước xử lý rất nhiều cái khu vực đấy rồi. Vâng. Bây giờ nó có một cái là nó vấn đề là cái điểm toàn bộ cái khu vực Hà Nội nó không có điểm đón trả khách. Nó không xây dựng cái điểm đón trả khách. Từ cái đấy đi vào bến thì nó rất là xa. Thế nên là nhiều khi là khách hàng người ta có nhu cầu người ta cứ ép lái xe phải xuống những cái điểm như thế thì nó gây ra cái còn tại vì cái tần suất của nó chạy dày nhiều xe thế nên là nó cũng bị. Báo Lao động và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả sau khi làm việc với cơ quan chức năng liên quan.